Có anh chàng tiều phu cưới một cô vợ trông rất đen đủi và xấu xí. Tuy nhiên, anh rất yêu thương vợ mình và cả hai sống hạnh phúc bên cạnh bìa rừng. Một ngày nọ như thường lệ, anh lên rừng đốn củi. Thank you.
Vợ ơi, cá nhiều lắm nè vợ ơi. Cô lại. Em đây mà. Em nào? Vợ. Vợ ai? Chứ vợ mình chứ vợ ai. Cô là vợ tôi. Trời đất ơi. Mình sao vậy? Vợ ơi, vợ. Em đây nè. Thôi cô đừng có gạt tôi, đừng gạt tôi. Vợ tôi tuy không trắng trẻo đẹp đẽ như cô, nhưng tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi. Vợ ơi. Mình. Vợ. Vợ ơi. Mình bình tĩnh nghe em giải thích đã. Vợ ơi. Bộ mình nghe tiếng nói của em mình không nhận ra em sao? Có đúng là vợ không? Nè ngồi xuống nghe em giải thích đã. Em xin lỗi mình trước nghe. Lúc lấy áo đi tắm, em thấy trên vách có treo một cái túi màu đỏ. Hả hả? Cái túi màu đỏ? Dạ. Ê. Gì vậy mình? Để em nói mình nghe. Lúc nãy em có lén mình mở ra xem, thấy nước trong lọ thơm quá, em nghĩ là mình mua về tặng em, nên em đem pha vào nước để tắm cho thơm. Ai dè. Tôi hiểu rồi, lọ nước thần, chính là lọ nước thần. Vợ tôi đẹp quá. Nè nè con. Mình ơi lọ nước thần. Từ đó mỗi lần lên rừng đốn củi, anh Tiều Phu đều mang theo bức tranh vẽ chân dung người vợ xinh đẹp của mình. Bức tranh được anh thuê thợ vẽ, tốn rất nhiều tiền. Nhưng đổi lại, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc nào anh cũng được gần gũi với vợ. Ha 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 ha
Tâu bệ hạ, thần vừa nhặt được một bức tranh, không biết ai đem treo ở trước cổng hoàng cung. Cái gì? Để ta xem. Tuyệt mỹ. Trong tam cung lục viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có ai đẹp bằng người trong tranh này. Tướng mạo xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hẳn là trời đã mách cho ta rồi. Nào, ngươi hãy tìm cho được người trong tranh và mang về đây cho ta. À? Xin tuân lệnh. Vua ra lệnh cho quan đại thần dẫn 100 thị vệ đi tìm cho được người đàn bà trong tranh đem về. Quan đại thần cho người đi lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Họ lại bày ra trò mở hội ở các vùng họ đến để cho mọi người tập hợp lại xem. Thôi! Nghe đây, nghe đây! Bà con hãy nghe đây! Trên đường đi thăm dân, đoàn quan quân chúng tôi có tình cờ nhặt được bức tranh này. Vậy, ở đây, ai là chủ bức tranh, hãy đến nhận lại. Chúng tôi xin nhắc lại, trên đường đi thăm dân, đoàn quan quân chúng tôi có tình cờ nhặt được bức tranh này. Vậy ở đây, có ai là chủ bức tranh, xin hãy đến nhận lại. Tôi là chủ bức tranh này. Quan đã. Trước khi nhận lại nó, ngươi hãy nói cho ta biết người trong bức tranh là ai. Dạ, đó là vợ tôi. Cô ấy đang ở đâu? Dạ, đang ở nhà tôi. Tranh này có vẻ đúng như chân dung cô ấy không? Dạ, ở ngoài cô ấy còn đẹp hơn trong tranh nữa. Thôi được rồi, ngươi nhận lại đi. Dạ, đa tạ quan, đa tạ quan. Anh tìm được rồi nè. Vợ anh đẹp quá. Mình cho em coi với. Em coi đi. Đúng rồi mình ơi. Thương mình quá nè. Mời cô nương theo tôi về triều. Sau khi bị bắt vào cung,
Cô vợ không cười, không nói, áo đẹp không mặc. Vua bèn ra lệnh cho trong dân chúng, thấy ai có cách gì làm cho nàng cười nói được thì sẽ ban thưởng cho quan cao lộc hậu. Nghe tin này, có nhiều người từ những vua hề nổi tiếng đến những ông trạng cười đua nhau đến kinh đô, dùng tài của mình làm cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để mong ân thưởng. Dừng lại. Hả? Dẹp. Đi. Dọc bằng đòn gánh cổ bạc. Bệ hạ, bệ hạ ơi. Nhanh lên. Bệ hạ có nghe thấy gì không? Dọc bằng đòn gánh cổ bằng bình vôi, ai mưa hành tôi thì thương tôi với. Bệ hạ hãy cho gọi người bán hành lên đây cho tôi, nhanh lên, nhanh lên. Linh, nàng đã mở miệng cười nói được rồi. Linh, hãy mau gọi gã bán hành vào đây cho ta, nhanh lên, nhanh lên. Hay quá, không ngờ bao nhiêu trạng cười đều chịu thua. Vậy mà chỉ cần giọng rau của một gã bán hành đã làm cho nàng phải bật cười. Ngồi xuống. Chắc là tại những công hành kỳ lạ này thôi. Cởi đầu ra ngay. Nhanh lên. Ta biểu nhanh lên. Được, được. À, chính ta sẽ làm cho nàng cười. Dọc bằng đòn gánh cứ bằng binh vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Dọc bằng đòn gánh cứu bằng binh vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Dọc bằng đòn gánh cứu bằng binh vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Ai mua hành tôi thì thương tôi với, thì thương tôi với, với, với. Lính đâu? Hãy tống cổ tên bán hành này ra khỏi đây cho ta. Dạ. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Hả? Đi, không, đi, không được bắt ta. Ta là vua, ta là vua mà. Không được bắt ta. Thả ta ra. Ta là vua mà.